Chương trình ngày mới kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã không quên dành thời gian cập nhật thông tin thời sự cùng chúng tôi. Trước khi bắt đầu chương trình, chúc quý vị có một ngày làm việc đầu năm mới hiệu quả, an toàn. Và đừng quên chăm sóc bản thân cũng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Thưa quý vị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân là chỉ đạo xuyên suốt của Đảng trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, quá trình xây dựng nền quốc phòng toàn dân đã mang lại kết quả toàn diện trên tất cả các mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Ở chặng mới nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ quân sự tỉnh đã đề ra những mục tiêu, giải pháp gì để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này? Gõ cửa ngày mới sẽ phân tích nội dung này. Câu chuyện ai thế nào vì sao hôm nay quý vị sẽ được gặp gỡ những người lính biên phòng ở khu vực biên giới Tây Nguyên. Ngoài ra chúng tôi còn nhiều thông tin trong tỉnh, trong nước và quốc tế đáng chú ý. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Bà Rịa Vũng Tàu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công chức, viên chức, người lao động. Các trường học sẵn sàng dạy học trực tuyến trong thời gian kéo dài kỳ nghỉ Tết. An ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được bảo đảm. Tết Tân Sửu, trường hợp cấp cứu tại các bệnh viện giảm sâu. Những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ được chuyển tải đầu tiên trong vòng quay 24 giờ hôm nay. Thưa quý vị, triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong hai ngày 15 và 16 tháng 2, tức ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Tân Sửu, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan trực thuộc tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, đơn vị ngành dọc đứng chân trên địa bàn tỉnh. Như vậy, có 1.740 người được lấy mẫu xét nghiệm đợt này, ngay trước thời điểm quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Và Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của tỉnh. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan trực thuộc tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, đơn vị ngành dọc đứng chân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh lấy dịch dùng hầu họng để thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Để lấy mẫu xét nghiệm, trung tâm bố trí 28 nhân viên y tế và các lực lượng hỗ trợ. Việc lấy mẫu diễn ra nhanh chóng, đảm bảo các quy định phòng dịch COVID-19. Với 7 bàn tiếp nhận người đến đăng ký xét nghiệm và 8 bàn lấy mẫu xét nghiệm. Mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi đến lấy mẫu xét nghiệm đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách với người xung quanh. Năm nay do dịch bệnh nó bùng phát như vậy cho nên người ta cũng hạn chế đi lại. Như nhà tôi năm nay tôi cũng ở nhà không đi đâu. Nếu cần thiết đi thì tôi cũng phải đeo khẩu trang. Sau một thời gian cái ăn Tết như thế thì có thể không thể tránh khỏi những chỗ người đi lại thế này. Có dân người khác chỗ khác đấy. Nhưng mà mình thấy xét nghiệm như vậy để mình đầu năm mình đi làm để cho yên tâm hơn. Các mẫu dịch sau khi lấy được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh xét nghiệm trên máy bằng phương pháp PCR và dự kiến cho kết quả sau 24 giờ. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, sau khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị cấp tỉnh, ngành y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đào tạo, các tân binh chuẩn bị nhập ngũ vào tháng 3 và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng ban ở từng huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh. Kinh phí lấy mẫu và xét nghiệm do ngân sách tỉnh chi trả. Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Việc xét nghiệm nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 khi các lực lượng trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu từ ngày 17 tháng 2, tức mùng 6 Tết. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, toàn bộ 647 mẫu bệnh phẩm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được lấy và xét nghiệm trong ngày 15 tháng 2 đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Dự kiến hơn 1.000 mẫu bệnh phẩm còn lại sẽ được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh công bố kết quả vào ngày hôm nay 17 tháng 2. Thưa quý vị, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở một số tỉnh thành cả nước. Dù tại Bà Rịa Vũng Tàu, dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt và đến nay chưa ghi nhận trường hợp trong cộng đồng lây nhiễm COVID-19. Nhưng để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, chiều qua Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1351 về việc kiểm soát dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Trong công văn này, một trong những nội dung đáng chú ý nhất là quyết định trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và đào tạo và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ngừng đến trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán cho đến ngày 28 tháng 2. Việc dạy và học trực tuyến trên mạng Internet được triển khai theo quy định nhằm đảm bảo kế hoạch năm học 2020-2021. Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, những ngày qua, các trường trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm rà soát thống kê gia đình học sinh về quê đón Tết ở ngoại tỉnh để báo cáo phòng và Sở Giáo dục Đào tạo, đồng thời hướng dẫn các gia đình khai báo y tế, cách ly kịp thời khi có dấu hiệu bất thường. Để nắm bắt được tình hình thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo tất cả giáo viên chủ nhiệm liên hệ với nắm bắt tình hình của các phụ huynh đã về những địa phương nào và để tổng hợp và báo cáo lên Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Vũng Tàu. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến khó lường, theo chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, các nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng điều kiện dạy học trực tuyến khi tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch. Đối với việc chỉ đạo là học trực tuyến thì nhà trường đã tổ chức cho các em học sinh cũng như toàn bộ cán bộ nhân viên nhà trường tất cả các tài khoản 365 để thực hiện việc dạy học trực tuyến. Các thầy cô đã được tập huấn gấp rút để làm sao cho cái việc dạy học trực tiếp được hiệu quả nhất. Thì nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn cái việc mà dạy trực tuyến các cô trên cái phần mềm Microsoft Teams. Thì cái công việc này là trước Tết thì nhà trường cũng đã tập huấn cho toàn thể giáo viên. Để phục vụ cơ quan y tế điều tra, truy vết và ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, trong trường hợp có dấu hiệu bất thường, hiệu trưởng các trường cũng phải nắm rõ lịch trình đi lại trước và trong Tết của giáo viên, người lao động trước khi tổ chức dạy và học trở lại sau ngày 28 tháng 2, theo quyết định 1351 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cũng theo công văn 1315, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương nghiêm túc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 15 tháng 1 năm 2021, tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện 5K trong phòng chống dịch. Các địa phương phải yêu cầu tất cả những người về quê ăn Tết, thăm thân nhân hoặc là du lịch ngoài tỉnh từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 khi trở về Bà Rịa Vũng Tàu phải chủ động thực hiện ngay việc khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ sở y tế gần nhất hoặc khai báo trực tuyến tại địa chỉ khaibaoyte.bariavungtau.vn. Đối với những người về từ các địa điểm có người nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng đã được Bộ Y tế công bố thì vận động vào cơ sở cách ly y tế tập trung. Những người về từ các tỉnh thành khác đã có dịch, không phải là địa điểm có ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng thì lập danh sách theo dõi sức khỏe. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp nghiêm túc thực hiện 5K trong phòng chống dịch, được quyền từ chối phục vụ đối với những trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch. Nối tiếp vòng quay 24 giờ là những thông tin trong lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, mặc dù do ảnh hưởng của COVID-19, vốn đầu tư toàn cầu giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp gặp không ít khó khăn. Song Việt Nam vẫn trở thành điểm đến thu hút vốn đầu tư hàng đầu khu vực với việc các start-up liên tục thu hút các khoản đầu tư mới từ nước ngoài. Đầu năm nay, một trong những thương vụ đình đám thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận là khoản đầu tư 425 tỷ đồng ở vòng gọi vốn thứ nhất từ tập đoàn tài chính KB Hàn Quốc do công ty cổ phần thanh toán G trực thuộc tập đoàn công nghệ G Group. Đây là một trong những điểm sáng của thị trường fintech và cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam ngay dịp đầu năm mới 2021. Các công ty khi mà gọi vốn đầu tư thì cần có một cái chiến lược nó rất là rõ ràng. Cái thứ hai là cần phải được áp dụng một cái quản trị bài bản doanh nghiệp rất là bài bản và chuyên nghiệp. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng xây dựng một cái mạng lưới về những cái nhà đầu tư, những cái quỹ đầu tư để có thể khi mà chúng tôi cần gọi vốn cho mỗi công ty thì chúng tôi sẽ có một cái kết nối rất là rộng. Nhìn lại năm 2020, vượt qua những khó khăn và tác động tiêu cực do COVID-19 mang lại, nhiều công ty khởi nghiệp của Việt Nam vẫn huy động được hàng triệu, thậm chí vài chục triệu đô la Mỹ trong năm 2020, như Siêu Việt Group gọi thành công 34 triệu đô la Mỹ, gần 790 tỷ đồng từ Afirma Capital, PropG gọi vốn thành công 25 triệu đô la Mỹ trong vòng Series A, OnFont thu hút được 8 triệu đô la Mỹ từ một số nhà đầu tư. Nhiều thương vụ đã khẳng định sức sống bền bỉ và uy tín của nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ Việt. Tại diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2020 thì có 33 quỹ đầu tư đã cam kết hỗ trợ
đầu tư hỗ trợ tài chính cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với tổng số vốn cam kết là 815 triệu đô la. Đây là một con số tương đối là lớn so với những năm trước. Chúng ta có rất nhiều cái startup đổi mới sáng tạo rất là tốt. Các cái nền tảng số Việt Nam thì rất là hấp dẫn. Và cái thị trường Việt Nam với 100 triệu người dùng cũng là một cái thị trường rất là hấp dẫn đối với các đầu tư nước ngoài. Và tôi tin tưởng là các nhà đầu tư nước ngoài thì sẽ rất là muốn tìm kiếm các cơ hội đầu tư, liên doanh, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Và đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Make in Việt Nam đi ra thị trường quốc tế. Năm 2020, trong xếp hạng hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp các quốc gia, Việt Nam đã tăng liền 13 bậc, xếp thứ 59, hướng tới vị thế trung tâm khởi nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Để thực sự trở thành một trung tâm khởi nghiệp có vị thế, Việt Nam sẽ cần tới những chính sách mở trong bối cảnh toàn cầu hóa, cũng như các start-up hạt giống có sức cạnh tranh trên thị trường. Với nền tảng công nghệ vững chắc cùng các chương trình hỗ trợ mạnh mẽ từ phía chính phủ, trong khoảng 10 năm tới, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam sẽ có ít nhất 10 start-up kỳ lân. Thưa quý vị, vừa qua năm 2020 đầy khó khăn do đại dịch COVID-19 tác động đến kinh tế toàn cầu, Bà Rịa Vũng Tàu vững vàng về đích với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, kinh tế Bà Rịa Vũng Tàu tăng trưởng trên 3,6%, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước. Và đóng góp lớn lao vào thành quả phát triển của tỉnh năm 2020 là lĩnh vực đầu tư. Năm 2020 vừa qua, Bà Rịa Vũng Tàu đã thu hút mới 93 dự án trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký 277,3 triệu đô la Mỹ và 9.665 tỷ đồng, điều chỉnh tăng vốn 39 dự án trong và ngoài nước với tổng vốn tăng thêm 1.712 tỷ đô la Mỹ và 6.538 tỷ đồng. Đặc biệt, 6 dự án điều chỉnh tăng vốn với quy mô rất lớn. Thành quả này tiếp tục cho Bà Rịa Vũng Tàu duy trì vị thế nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ dự án, nhưng được hỗ trợ rất nhiều từ phía chính quyền của tỉnh, của thị xã Phú Mỹ. Chúng tôi cũng đã khắc phục được. Hiện nay, dây chuyền sản xuất giỏ lon bia đang vận hành ổn định và sản phẩm giỏ lon bia của Heineken đã có mặt trên thị trường. Bà Rịa Vũng Tàu gần với thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Bà Rịa Vũng Tàu có các cảng biển có thể đón tàu lớn. Đây là ưu thế nổi bật. Hơn thế nữa, điều quan trọng là chính quyền, ban quản lý khu công nghiệp Phú Mỹ 3 luôn hỗ trợ rất nhiều để công ty triển khai dự án đúng tiến độ như cam kết. Để không ngừng tăng sức hút đầu tư, Bà Rịa Vũng Tàu đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp bền vững. Trong đó tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh cũng triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách của Trung ương nhằm khuyến khích đầu tư vào tỉnh. Đồng thời, ban hành một số chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ban hành danh mục lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Các hội nghị đối thoại doanh nghiệp thường xuyên được lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng tổ chức nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Môi trường đầu tư, điều kiện triển khai dự án càng thông thoáng, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2020 đạt 62%. Cụm công nghiệp đạt 67%. Đầu tư hạ tầng thì cho đến giờ này tất cả các cái phần đất mà được nhà nước giao ký hợp đồng cho thuê lại thì chúng tôi đã đầu tư hạ tầng cơ sở. Và đặc biệt là vừa rồi cái diện tích mà đã bồi thường giải phóng mặt bằng xong thì chúng tôi cũng đang đầu tư xây dựng hạ tầng. Thì dự kiến của chúng tôi là đến hết quý 1 năm 2021 là hoàn chỉnh toàn bộ cái phần hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng cơ sở cho cụm công nghiệp. Đầu năm 2021, trong tháng 1, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục thu hút 3 dự án trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký 2 triệu đô la Mỹ và 1.100 tỷ đồng. Điều chỉnh tăng vốn 3 dự án nước ngoài với vốn tăng thêm 9,8 triệu đô la Mỹ. Đến cuối tháng 1 năm 2021, toàn tỉnh có 413 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư 29.757 triệu đô la Mỹ, 620 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 305.955 tỷ đồng. Khép lại vòng quay 24 giờ là những thông tin đáng chú ý khác.
Thưa quý vị, 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng công an tỉnh và các địa phương đã thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, trực địa bàn và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo, không có vụ việc đột xuất bất ngờ xảy ra. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, từ ngày 29 đến mùng 5 Tết, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xảy ra 5 vụ vi phạm về trật tự xã hội, giảm 2 vụ so với năm 2020, làm bị thương 2 người, thiệt hại tài sản hơn 120 triệu đồng. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ 3 vụ, 3 đối tượng. Riêng số vụ đánh bạc xảy ra 1 vụ, 1 vụ đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Về tình hình trật tự an toàn giao thông, trong 7 ngày Tết toàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 3 người và bị thương 7 người. So với Tết Canh Tý 2020, tăng 2 vụ, tăng 1 người chết. Về tình hình cháy nổ, toàn tỉnh cũng xảy ra 2 vụ cháy, tăng 1 vụ so với năm 2020. Không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản thì đang được thống kê. Thưa quý vị, thông thường vào các dịp lễ Tết thì các cơ sở y tế thường tiếp nhận số ca cấp cứu tăng hơn ngày thường từ 30 đến 40%. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bệnh nhân cấp cứu tại hai bệnh viện tuyến tỉnh của Bà Rịa Vũng Tàu lại giảm sâu so với ngày thường và cả so với Tết Canh Tý 2020 gần 40%. Khác hẳn Tết mọi năm, Tết Tân Sửu 2021, số lượng bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện Lê Lợi không nhiều. Từ 29 Tết đến mùng 2 Tết, trung bình mỗi ngày khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận trên dưới 30 bệnh nhân. Mùng 3 Tết trở đi, bệnh nhân cấp cứu có tăng lên nhưng cũng không đáng kể. Ngày nhiều nhất chưa tới 80 bệnh nhân. Trong khi trước đó, ngày thường đã có trên dưới 150 bệnh nhân cấp cứu. Và Tết Canh Tý 2020, trung bình mỗi ngày, bệnh viện phải cấp cứu trên dưới 200 bệnh nhân. Những trường hợp cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi dịp Tết vừa qua, hơn 60% là bệnh nội khoa như tim mạch, huyết áp, cơ xương khớp. Còn lại do tai nạn và phần lớn là tai nạn giao thông, nhưng chỉ là va chạm nhẹ gây chấn thương phần mềm. Tính từ 29 Tết đến mùng 5 Tết, trong 7 ngày Tết, Bệnh viện Lê Lợi chỉ có một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng phải chuyển điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa. So với năm ngoái thì năm nay giảm đi rất là nhiều. Bệnh nhân năm nay thì phần lớn là do dân của Vũng Tàu không có khách du lịch. Phần lớn là bệnh cảm cúm, viêm đường hô hấp. Bệnh lý tai nạn thì cũng có nhưng không có ca nặng, chủ yếu là chấn thương phần mềm. Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa, trung bình mỗi ngày Tết, khoa tiếp nhận trên dưới 190 bệnh nhân, ngày cao điểm khoảng 250 bệnh nhân. Trong khi Tết Canh Tý, mỗi ngày khoa tiếp nhận 320 đến 350 bệnh nhân. 29-30 thì vẫn bình thường. Cái ngày khoảng ngày mùng 2 thì bắt đầu số lượng bệnh tăng nhiều. Những cái bệnh nội khoa, bệnh những bệnh như là bệnh tim mạch, bệnh huyết áp này kia thì bệnh nhân vẫn là thường những người già thì ta có xu hướng là muốn ăn Tết. Nhưng mà sau những cái ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4 là bệnh nặng lên rồi, người ta không ở nhà không chịu nổi được nữa thì người ta sẽ đến bệnh viện. Và những ngày cỡ mùng 2, mùng 3, mùng 4 là bắt đầu bệnh tăng lên. Cái bệnh về chấn thương thì tăng nhiều. Những bệnh chấn thương thì trước đó là cỡ dưới 80 ca, thì khi mà những ngày mùng 2, mùng 3 thì tăng lên khoảng trên 100 ca. Ngày Tết, những trường hợp chấn thương do tai nạn là tâm điểm cấp cứu của Bệnh viện Bà Rịa. Thì Tết Tân Sửu, từ 29 đến mùng 5 Tết, khoa tiếp nhận gần 300 trường hợp tai nạn giao thông, gần 140 trường hợp tai nạn sinh hoạt, 126 trường hợp tai nạn do pháo nổ, giảm gần 40% so với Tết Canh Tý. Để đảm bảo ứng trực cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết, các bệnh viện trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch chu đáo về nhân sự, thuốc men, phương tiện, thiết bị. Lượng bệnh nhân đến cấp cứu khám chữa bệnh giảm, áp lực của các y bác sĩ Tết Tân Sửu cũng giảm đáng kể. Trong 7 ngày nghỉ Tết, đường dây nóng của bệnh viện và của Sở Y tế không ghi nhận bất kỳ phản ánh nào. Tổ chức trực Tết chu đáo, các bệnh viện còn thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng dịch COVID-19. 100% bệnh nhân, người ra vào bệnh viện đều được sàng lọc, phân luồng ngay tại cổng bệnh viện. Và các bệnh viện không ghi nhận trường hợp nào nghi ngờ mắc COVID-19. Thưa quý vị, là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh, những người lính mang quân hàm xanh vẫn đang vững bước chân trên những tuyến đường tuần tra dọc theo chiều dài của đất nước.
Dịp Tết, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ, đảm bảo an ninh biên giới, những người lính biên phòng còn tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới đầy ý nghĩa và nhân văn trên vùng đất biên cương của Tổ quốc. Mời quý vị đến với 3.000 Tây Nguyên để cùng những người lính biên phòng Đắk Lắk đón xuân. Đối với những người lính biên phòng, mùa xuân cũng đồng nghĩa với nhiệm vụ vất vả hơn, gian khó hơn. Đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi những người lính không được phép lơ là, mất cảnh giác, mà phải luôn nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và phòng chống COVID-19. Không khí xuân thì anh em vẫn luôn nêu cao tinh thần, vui chơi không quên nhiệm vụ. Cán bộ chiến sĩ của đơn vị vẫn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên tổ chức các buổi tuần tra, kiểm soát, mật phục, chốt chặn trên biên giới nhằm ngăn chặn các hoạt động vi phạm quy chế trên biên giới, nhằm đảm bảo một cái Tết hòa bình, ổn định. Tuy bận rộn thực hiện nhiệm vụ, nhưng những người lính cũng dành thời gian chuẩn bị Tết đủ đầy, ấm áp nghĩa tình bên đồng đội và những người con nuôi biên phòng. Đây là năm thứ hai, Đinh Tiến Lợi được làm con nuôi, được sống dưới mái nhà của đồng biên phòng Iafre. Những người lính biên phòng đã trở thành điểm tựa giúp em trưởng thành hơn, vững tâm hơn. Năm mới con muốn chúc các bố biên phòng mạnh khỏe và công tác tốt và yêu thương con nhiều hơn. Con hứa sẽ học tập thật giỏi và không phụ lòng các bố. Cùng với chăm lo Tết cho bộ đội, cấp ủy chỉ huy các đơn vị còn cử cán bộ xuống địa bàn chăm lo Tết cho nhân dân, động viên bà con ăn Tết vui tươi, lành mạnh, góp phần xây dựng tình cảm quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Có 732 hộ cần được quan tâm về vấn đề là để tổ chức Tết cho bà con là những người hộ đang còn là đói nghèo. Và từng bước chúng tôi sẽ là tổ chức, kế hoạch chúng tôi có hết rồi. Đối với gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, đối với cán bộ các cấp ở địa phương và đặc biệt là những gia đình hộ nghèo, chúng tôi đã có kế hoạch gặp gỡ rồi là tạo điều kiện để là làm sao bà con không để tụt lại phía sau. Đối với những người lính biên phòng, thời điểm Tết đến xuân về thì đồn là nhà, biên giới là quê hương. Gác lại tình cảm riêng tư, Tết biên giới của người lính vẫn ấm áp bên đồng đội. Vui xuân không quên nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ luôn thể hiện quyết tâm, nỗ lực bảo vệ biên cương trong mọi tình huống, vì cuộc sống yên bình của nhân dân. Chương trình ngày mới tiếp nối với dòng thông tin được đăng tải trên các báo. Trước hết là một thông tin ghi nhận trên báo Thanh Niên từ thành phố Hải Phòng. Thưa quý vị, cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đang truy tìm người đàn ông đã trốn khỏi khu cách ly ở huyện An Dương. Được biết, người đàn ông này vào khu cách ly tập trung ở trường cao đẳng nghề du lịch và dịch vụ Hải Phòng vào ngày 3 tháng 2. Theo báo Thanh Niên, từ khi được tiếp nhận vào khu cách ly tập trung, người đàn ông này có tinh thần tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho, không khó thở, không có tiền sử bệnh tật. Người này được kiểm tra sức khỏe 2 lần một ngày vào buổi sáng và buổi chiều, được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 1 vào ngày 4 tháng 2, kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, đến ngày 13 tháng 2, anh này đã bỏ trốn khỏi khu cách ly, nên cơ quan chức năng đang truy tìm. Cũng trên báo Thanh Niên có tin, thành trì cuối cùng ở Hải Dương đã có người dương tính với COVID-19. Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương cho biết bà VTC, 70 tuổi, ngụ tại đội 3, thôn Tiên Động, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2. Bà VTC là giúp việc trong gia đình bà NTT, 52 tuổi, ngụ số 15 phố Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân nhiễm COVID-19 hiện chưa rõ nguồn lây. Báo Thanh Niên cho biết, nhận được tin bà VTC dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã rà soát và xác định có tới 84 F1, 94 F2. Bà VTC được đưa đi cách ly từ ngày 15 tháng 2. Ngoài bà VTC, chồng và con của bệnh nhân NTT cũng đã dương tính với COVID-19. Đây là một chùm gồm 4 ca bệnh được phát hiện thông qua giám sát sốt ho trong cộng đồng. Thưa quý vị, từ hôm qua 16 tháng 2, tỉnh Hải Dương thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến việc sản xuất, tiêu thụ nông sản của nông dân vốn đã chịu ảnh hưởng đáng kể, nay càng khó khăn hơn. Đây là ghi nhận của báo Vietnamnet.
Báo Vietnamnet cho biết, toàn tỉnh Hải Dương có khoảng 4.000 hectare rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch với sản lượng gần 10.000 tấn. Trước tình hình rau củ có khả năng bị ứ động do cách ly xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương đã đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, các sở ngành có liên quan tạo điều kiện để các xe vận chuyển nông sản được ra vào các địa phương được thuận lợi. Ngành nông nghiệp tỉnh này cũng đề nghị hệ thống y tế ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ công nhân, người lao động và lái xe của các cơ sở sơ chế, đóng gói cà rốt trên địa bàn và trả lời kết quả sớm để các doanh nghiệp cơ sở có thể quay trở lại hoạt động cho kịp thời vụ. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Tân Sửu 2021, toàn quốc xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông, làm chết 109 người, bị thương 123 người. So với thời điểm này năm trước, số vụ tai nạn giảm 16 vụ, giảm 24 người chết và giảm 51 người bị thương. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, trong 7 ngày nghỉ Tết Tân Sửu 2021, tuyến đường bộ xảy ra 179 vụ, làm chết 106 người, bị thương 123 người. Tuyến đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Tuyến đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người, giảm nhiều so với cùng kỳ. Thưa quý vị, là tỉnh ven biển có vị trí vai trò quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bà Rịa Vũng Tàu nhận thức sâu sắc ý nghĩa đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ trong tiến trình xây dựng phát triển. Trên tinh thần đó, Đảng bộ tỉnh lẫn Đảng bộ quân sự tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ vững chắc. Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu hoàn thành 80-90% các hạng mục công trình quân sự cấp huyện, 100% huyện, xã diễn tập khu vực phòng thủ. Ngay sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ quân sự tỉnh đã khẩn trương triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội với nhiều giải pháp trọng tâm, trọng điểm, cùng với quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. Để nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, Đảng bộ quân sự tỉnh đã cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội bằng chương trình hành động, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng ủy viên, xây dựng quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đơn vị địa phương. Để cái nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống thì đây cũng là cái nhiệm vụ mà đòi hỏi Đảng ủy ban chỉ huy quân sự huyện đặt ra, trước hết phải làm tốt công tác tham mưu, thực hiện đúng các cái quy trình trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào Công an nhân dân năm 2021. Thì ngay từ đầu là Đảng ủy ban chỉ huy quân sự huyện đã xây dựng cái nghị quyết lãnh đạo thực hiện trong cái nhiệm vụ này. Đảng ủy quân sự các cấp tập trung tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương án mua sắm phương tiện, trang bị quân sự quốc phòng, tăng cường tổ chức huấn luyện, diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ các cấp, tập trung phát triển xây dựng thế trận và lực lượng trong khu vực phòng thủ, phối hợp nắm chắc, đánh giá sớm tình hình để tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thì Đảng ủy ban chỉ huy quân sự ở thị xã luôn có cái nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về cái công tác huấn luyện, đồng thời thì tham mưu cho thị ủy, ủy ban dân thị xã có cái chỉ thị chỉ đạo cho các ngành tham gia cùng diễn tập với lực lượng vũ trang thị xã. Cụ thể hóa mục tiêu xây dựng khu vực phòng thủ theo nghị quyết Đảng bộ quân sự tỉnh khóa 7, cơ quan quân sự các cấp chủ động phối hợp với công an, các ngành chức năng tổ chức thẩm định, cân nhắc mục đích lưỡng dụng của các công trình trọng điểm ở khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển, bảo đảm phục vụ dân sự cho thời bình và phục vụ quân sự khi có tình huống chiến tranh. Từng bước củng cố, tăng cường tiềm lực kinh tế, chính trị, tinh thần, thế trận lòng dân, thế trận quân sự phòng thủ, liên hoàn, vững chắc. Chúng tôi đã tổ chức và quán triệt cho 100% cán bộ chiến sĩ nắm được những nội dung cốt lõi của nghị quyết đại hội đã đề ra. Bên cạnh đó thì cũng đã xây dựng là hai kế hoạch để thực hiện cái chương trình hành động của nghị quyết đại hội lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025. Chúng tôi cũng tiến hành là xây dựng cái lộ trình để xây dựng đội ngũ
cán bộ của lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vừa hồng vừa chiên, để góp phần là thực hiện tốt cái nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong cái thời gian tới. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tiến hành là tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng vững chắc hơn. Đảng bộ quân sự tỉnh xác định ba khâu đột phá cần tập trung thực hiện là nâng cao hiệu quả tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động của lực lượng vũ trang, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là chi bộ, quán triệt phương châm mỗi bước phát triển kinh tế xã hội là một bước tăng cường tiềm lực khu vực phòng thủ. Ngược lại, xây dựng khu vực phòng thủ là yếu tố quan trọng, quyết định đến việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy quân sự tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết, giữ vững mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp, lộ trình, hoàn thành từng chỉ tiêu cụ thể. Lực lượng vũ trang của tỉnh cùng với các cái lực lượng đứng chân trên địa bàn giữ vững cái an ninh tình hình trật tự chính trị an toàn xã hội trên địa bàn và góp phần cái giữ vững cái tình hình đó thì gắn liền với đi đôi với sự phát triển kinh tế của địa phương ngày càng vững chắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân cũng như đời sống của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh là ngày càng được nâng lên. Với mục tiêu xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vững chắc, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quân sự tỉnh tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh gọn, mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đủ khả năng làm nòng cốt trong xây dựng hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh và phòng thủ quân khu 7, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tiếp theo chương trình ngày mới là thông tin cập nhật giá cả một số mặt hàng nông sản do phóng viên thời sự ghi nhận sáng nay. Theo các nhà vườn trồng tiêu trên địa bàn tỉnh, giá tiêu hiện có xu hướng tăng nhẹ, giao dịch ở mức 52.000 đến 53.500 đồng một ký, cao hơn 500 đồng một ký so với thời điểm trước Tết một tuần. Đây cũng là mức giá ghi nhận cao nhất so với các tỉnh thành khác. Hiện tại, giá tiêu tại một số tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Bình Phước đang giao dịch ở mức 51.000 đến 52.500 đồng một ký. Trong khi đó, giá cà phê giảm 200 đến 300 đồng một ký, giao dịch quanh ngưỡng 31.000 đến 31.700 đồng một ký. Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hiện được thu mua ở mức 31.000 đồng một ký. Tại Đắk Nông, giao động trong khoảng từ 31.400 đến 31.500 đồng một ký. Giá cà phê tại Gia Lai được thu mua ở mức 31.500 đến 31.600 đồng một ký. Giá cao nhất toàn vùng được ghi nhận tại Đắk Lắk ở ngưỡng 31.600 đến 31.700 đồng một ký. Hiện tại, nông dân cả nước đã bán hơn 50% sản lượng vụ mới, còn tồn khoảng 750.000 tấn. Sản lượng lớn cộng thêm kỳ nghỉ Tết kéo dài, giao dịch trầm xuống, khiến cho giá cà phê có xu hướng giảm. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hy vọng những thông tin chúng tôi chuyển tải trong chương trình hữu ích với quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự tiếp theo.